Hello, xin chào 500 anh em. Chắc chắn các bạn cũng biết người Việt Nam của chúng ta hài hước thứ nhì thì không ai dám nhận thứ hai luôn đúng không nào? Tiếp tục là series Camera tập hợp đầy đủ những sự cố trớ trêu và ngớ ngẩn của người Việt. Vào video để mà cười rung nách thôi nào anh em ơi. Yo. Thứ nhất, sống ảo. Em gái ngựa ngựa ra chụp ảnh cái tự nhiên. Sống đánh trâu ấy người, đúng là những con nhóng nhờ. Những ngon nhóng vô lòng ngày nhớ em lóng đêm. Nhối nhau như như đang ngồi nhé năm ngày. Thứ hai, biểu diễn. Ủa, đang biểu diễn văn nghệ mà sao mặt cọc dữ vậy chị gái? Chắc chị bị ép lên nhảy đúng không? Không cũng tội mà thôi, tôi cười một cái coi. Kiểu gì? Thứ ba, đấu vật. Trong một trận đấu vật nọ, thanh niên đã bị cô gái cho luôn ra bả. Bà kéo sền sợ như thứ kia thì còn gì là người nữa trời. Thứ tư, nhanh chân. Thứ năm, si tình. Hôm nay gặp ngay một chàng trai chấn bé đầu vì gái mà anh ấy đã quỳ xuống. Trời ơi, trong tội nghiệp thật sự. Thứ sáu, dòng họ. Ở Việt Nam không gì là không thể, cả dòng họ đi trên một chiếc xe cũng được luôn. Đố các bạn đếm được có bao nhiêu người trên xe luôn đó. Nhớ comment nha. Thứ bảy, Giáng sinh. Giáng sinh cùng già Noel và Doraemon ở Bình Dương. Thằng nhỏ thấy sợ quá, không thèm nhận quà luôn. Đi ra kia đây. Cứu tôi trời ơi, chết tôi trời ơi. Thứ tám, nghệ sĩ. Bác thổi vào hồ em cái. Đấy, ôi trời, uốn vào tí là máu nghệ sĩ nó nổi lên liền. Như tôi kèn saxophone nữa nha. Rồi, ok. Thứ 9, siêu xe. Này đi. Thứ 10, cách dỗ người yêu. Rồi, để tôi chỉ cho các anh em cách dỗ người yêu như thế nào nha. Đấy, học được chưa ấy nhờ? Tụi yêu nhau thật quái dị ha. Cơ mà cũng dễ thương. 11, của cho. Người ta nói của cho không bằng cái cho. Chụp xong nhớ cho em nói cái gì đấy nha. Em có giữ tay khoản. Thank you.
thuật ẩn thân đỉnh của chóp kiểu. Trời ơi, bác nước kỹ quá cho không nhìn thấy luôn à. Bàn ở Bình Dương chắc luôn. Ông má, nhìn đâu? Nhìn này ở đi. Không có đâu. Mười ba mùa đông. Đông này không sợ lạnh nữa rồi, vì đã có anh cảnh sát giao thông. Trời ấm áp quá nha má. Mười bốn giả chết. Ao 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 ao. Trời ghê chưa? Ghê chưa? 15. Dập mặt. Có khách, chị đợi em. Thanh niên không nhìn thấy cái cửa kính liền đập luôn mặt vô. Ngã sóng xoài xuống nền nhà. Quả này đau thiệt. Còn gì nữa đâu mà buồn với nhau. 16. Quê. Chị gái xinh đẹp đứng trước kính cường lực chỉ nhìn thấy một chiều để trang điểm. Bà uốn éo các thứ đồ mà không hay biết rằng bên trong tòa nhà có hai anh trai đang chiêm ngưỡng. Quê quá nha bà. 17. Chiên trứng. Thanh niên đang chiên quả trứng cái tự nhiên. Ủa, tính nóng gì kèm thế, nhẹ nhàng thôi. Cái tự nhiên. Đi cút con mẹ. 18. Ngụy trang. Đúng là con trai của ta. 19. Kiếm tiền. Để tôi chỉ cho các bạn cách kiếm tiền cực dễ, chỉ việc ra đường nằm thôi. Ok, cũng nhàn, sinh viên cuối tháng có thể áp dụng nha. Làm đẹp. Các cụ cũng máu đi làm đẹp lắm. Làm đẹp cho cái mùa xuân nó thêm yêu đời nhờ. À nè, tất cả những đi làm đẹp cho có cái mùa xuân nha. Mùa xuân năm Quý Mão. Nha, tất cả đều đi làm đẹp năm. 21. Người nhện. Độc lạ người nhện kiểu. Ra đường làm Spider-Man giải cứu thế giới đồ. Lại còn rất đau người nhện nữa cơ. Uy tín luôn. Con mèo xét cái quần què gì vậy? 22. Ma trận vịt. Tuyệt đỉnh vịt học. Bác quái vịt đã xuất hiện. Chứng tỏ nha, chiếc ô tô này rất là có sức hút luôn. 23. Trà sữa. Mua qua cốc trà sữa mà cứ thích làm khó nhau quá vậy ba. Tôi tự hỏi, thế thì uống cái gì nhỉ? Thật đấy. Trà sữa này Bình Dương rồi nè. Gì vậy? Ủa gì vậy? Thỉnh kinh. Bắt gặp thầy trò đường tăng thỉnh kinh đang đi qua đường Việt Nam à. Vâng, quá chết.
chuông, sư thầy gõ một cái nhẹ mà con giác ngộ, giải nghiệp liền luôn á thầy ơi. Thấy giật mình nhớ về kiếp trước luôn á trời. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn, tự nhiên tôi hết hồn rồi. Các bạn chắc hẳn đã có những giây phút giải trí và cười sặc sụa với nghiện khám phá rồi đúng không nào? Anh em nhớ đừng quên like và subscribe nhé nha mọi người. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau.